Xin chào quý vị khán giả và bà con nông dân. Đã vào giữa tháng 8 nhưng nhiều ngày qua, một dọc các tỉnh miền Trung phải đối mặt với nắng nóng gay gắt và kéo dài. Dưới ảnh hưởng của gió phơn, hôm nay ngày mai, nắng nóng thu hẹp quanh khu vực từ Thừa Thiên Huế trở vào đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 50 đến 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 10 đến 18 giờ. Nhiệt độ trong ngày có suy giảm đôi chút, nhưng nắng nóng và khô hanh nhiều ngày qua đã thực sự gây tác động xấu tới cây trồng và vật nuôi, đặc biệt là với tôm, một loài vật nhạy cảm với môi trường nước và thời tiết. Trung tâm Giống Nông nghiệp, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Phú Yên vừa thông báo kết quả quan trắc môi trường nước cấp vào đầu tháng 8 năm 2021 tại các vùng nuôi tôm nước lợ và vùng nuôi tôm hùm lồng bè trên địa bàn tỉnh cho thấy có một số chỉ tiêu nằm ngoài ngưỡng giới hạn cho phép, đe dọa tới sức khỏe của tôm nuôi. Trước thực trạng trên, ngành nông nghiệp khuyến cáo người nuôi tôm nước lợ nên lưu ý thường xuyên theo dõi sức khỏe tôm nuôi, đồng thời theo dõi các thông số môi trường như là nhiệt độ, độ mặn, pH, oxy hòa tan để có phương án xử lý kịp thời. Cụ thể như là tăng quạt nước, sụp khí liên tục nhằm bổ sung lượng oxy hòa tan và tránh hiện tượng phân tầng nhiệt, duy trì mực nước trong ao nuôi trên 1,5 mét. Bên cạnh đó thì cần bón vôi xung quanh ao trước và sau khi có mưa dông nhằm ổn định pH, tránh pH giảm đột ngột. Đồng thời bà con cần chú ý tới chế độ ăn của tôm, bổ sung các loại vitamin như là vitamin C, khoáng chất nhằm tăng sức đề kháng và chủ động phòng bệnh cho tôm nuôi. Trời nắng nóng nên chủ động giảm lượng thức ăn cho tôm nuôi, tránh thức ăn dư thừa làm ô nhiễm nền đáy ao nuôi. Ngoài ra, đối với các ao giám sát thì nên định kỳ sử dụng các chế phẩm vi sinh giúp xử lý và ổn định môi trường, hạn chế khí độc trong ao nuôi. Quay trở lại với tình hình thời tiết, trái với trạng thái nắng nóng ở miền Trung, Bắc Bộ lúc này lại đang hứng chịu một đợt mưa lớn tập trung tại các tỉnh vùng núi phía Bắc với tổng lượng mưa phổ biến là từ 70 đến 150mm. Riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn hay Quảng Ninh thì cục bộ trên 180mm. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa ít hơn nhưng vẫn cần đề phòng có mưa to cục bộ. Bản tin thời tiết nông vụ hôm nay sẽ khép lại với dự báo thời tiết các khu vực. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!